Chúng ta đến với những cái điều kiện hiện thực. Điều kiện hiện thực như thế nào? Chúng ta dịch cái cụm từ tiếng Anh nó như thế này. Chứ còn mà trong cái cách sử dụng á, thì các bạn sẽ thường gặp trong quá trình các bạn học tiếng Anh nè. Ví dụ như thế các bạn nha. Chúng ta sử dụng những cái điều kiện dường như là nó hiện thực hơn, sự thực hơn với chúng ta so với những cái khả năng khác. Rồi vậy thì chúng ta dùng cái mệnh đề điều kiện hiện thực này đã để sao ạ? Hướng đến những thứ mà sao nó là sự thật, nó hiển nhiên, nó hẳn nhiên là sự thật và nó sẽ xảy ra, nó có thể đã xảy ra, sẽ xảy ra hoặc nó có khả năng xảy ra, có lẽ nó sẽ xảy ra. Đó, chúng ta nắm được cái bản chất của cách dùng cái real conditionals này chưa? Vậy thì bây giờ đi vào ví dụ để các bạn hiểu này. Đây thầy đi vào ví dụ cụ thể này. Nếu bạn đổ xe ở đây thì họ sẽ giữ cái bánh xe của bạn lại. Thì điều này có nghĩa là nếu chúng ta dùng công thức này, chúng ta viết này. Đây. Chúng ta viết dùng công thức này là nó luôn luôn là sự thật khi chúng ta đậu cái xe ở đây. Ở đây, nếu chúng ta đậu cái xe ở đây thì luôn luôn gần như luôn luôn chúng ta sẽ bị khóa cái xe bên, chúng ta sẽ bị giữ cái xe lên bánh xe của chúng ta lại. Các bạn hiểu được chưa? Đây là mệnh đề sự thật, nó không phải như là mệnh đề loại 1. Mình nếu là một là nó nói về cái một cái khả năng xảy ra ở hiện thực hoặc là tương lai, còn cái này là người ta đang hướng đến một cái thông điệp, bạn làm cái này là bạn sẽ bị như thế kia, bạn đậu xe là bạn sẽ bị khóa, ví dụ thế, bạn đi đến muộn thì bạn sẽ bị phạt, vân vân. Đó là những cái người ta hướng đến cái mệnh lệnh, hướng đến một cái quy luật định ở đó. Bạn hiểu được chưa? Cái cách người ta dùng, thực ra bản chất của nó không có gì khó cả, nhưng cái cách người ta dùng, cái thông điệp người ta dùng và từ đó cái cách viết nó cũng khác. Nếu chúng ta dùng mệnh lợi ích loại 1 á, thì chỗ đây không phải. Nếu câu này mà chúng ta dùng loại 1 thì chúng ta không viết thế này được. Mà chúng ta dùng cái loại như thế này này, cái real conditionals này, thì chúng ta được phép dùng. Đây, mệnh lợi ích hiện tại chắc chắn rồi, mệnh lợi chính này cũng hiện tại, không có gì thay đổi cả. Các bạn hiểu được cái cách đặc biệt này không? Tương tự này bạn này, nếu tôi không thể ngủ thì sao? Tôi sẽ nghe radio, đúng không? Thì cái điều này sao? Nó thường thường đúng là tôi không thể ngủ, vì vậy tôi nghe nhạc, tôi nghe đài radio. Có nghĩa là gì? Đó là luôn luôn là sự thật. Khi nào tôi không ngủ thì tôi sẽ nghe radio. Ý của người viết là như vậy, người ta truyền cho mình một cái thông điệp như thế. Các bạn hình dung được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ thầy sẽ khái quát lại cho các bạn dễ hiểu này. Trong cái những cái câu mà real conditional này á, trong hai cái câu mà thầy vừa ví dụ cho các bạn á, thì chúng ta có thể sử dụng hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn trong cả hai cái mệnh đề. Có nghĩa là hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn ở cái mệnh đề if hoặc là mệnh đề chính được hết. Nhưng phải song song nhá, mệnh đề hiện tại đơn ở hai vế luôn, hoặc là hiện tại tiếp diễn ở hai vế luôn, hoặc là gì các bạn? Đây. Ở hai mệnh đề cho hiện tại tiếp diễn cũng được các bạn nhá. Đó. Rồi, cho những cái hoàn cảnh ở hiện tại, cho xin lỗi các bạn. Chúng ta có thể dùng hiện tại đơn nè, hoặc là hiện tại tiếp diễn cho cả hai cái mệnh đề, cho cái đối cảnh, bối cảnh hiện tại. Rồi, và chúng ta cũng có thể dùng quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn cho cả hai mệnh đề ở hoàn cảnh ở quá khứ. Hoàn cảnh ở hai của hiện tại thì chúng ta được phép dùng hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn. Hoàn cảnh ở quá khứ thì chúng ta được phép dùng quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn. Được chưa các bạn? Ok, cứ thế mà chúng ta làm nha. Rồi, như vậy là mệnh đề điều kiện hiện thực này chúng ta cũng đã làm xong.